trả nợ phú ông. Ngày xưa, ở một vùng quê nọ, có bác nông dân nghèo, nhưng lại rất thích nuôi chim. Bác có nuôi một chú chim sáo nhỏ, và mỗi ngày, dù đi đâu, bác cũng xách theo chú chim sáo cưng của mình. Cứ mỗi lần nghe chim sáo hót là dường như bao nhiêu mệt mỏi của bác nông dân đều tan biến. Cũng ở vùng đó, có lão phú hộ nổi tiếng tham lam, keo kiệt. Dù giàu có, nhưng đến một hạt thóc trong nhà lão cũng không để lọt đi đâu. Cái lũ vô tích sự kia, chúng mày dám để rơi thóc của ta hả? Ta cắt hết công ngày hôm nay của chúng mày. Dạ, xin ông bớt giận, chúng con tuyệt đối không dám để rơi ạ. Chẳng qua, con đang lửa để nhặt lên, sao cho nó không bị dập nát thôi ông ạ. Liễu thần hồn! Ôi, chim sáo ngoan của ta, đây đều là những hạt thóc nếp vừa đến độ chín, ta dành hết cho mì đấy. Hôm nay suýt chút nữa chúng nó ăn không, ăn hỏng mất hạt thóc của ta. Từ rày ta phải thật để ý hơn nữa mới được. Hôm nay sao mình cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ? Đúng rồi, chim sáo yêu quý của ta, sao không nghe thấy tiếng hót của nó nhỉ? Hả? Chim sáo của ta, con sáo của ta đâu rồi? Mày bay đi đâu mất rồi, sáo ơi? Sáo ơi, sáo nhỏ của ta ơi. Bà có thấy chú chim sáo của tôi bay hướng nào không? Bác có thấy chú chim sáo của tôi bay đi đâu không? Xem hôm nay tôi bắn trúng được những hai con chim này. Mày đưa cháu đi săn chim ư? Như thế là không được nha. Chim chóc là bạn của con người, ai lại làm thế hả? Mà mấy con chim chóc bắn được đâu, đưa bác xem nào. Trời ơi, may quá, không phải con sáo của ta. Không biết nó bay đi đâu mất rồi. Bác ơi, có phải bác bị lạc mất một chú sáo nhỏ phải không ạ? Ủa, sao cháu biết chim sáo nhỏ của ta? Sáng nay lúc ta phát hiện ra thì cái lồng chim chỉ còn trống trơn. Ta tìm hỏi khắp nơi mà không thấy nó đâu cả. Bác à, vừa nãy ngang qua nhà ông Phú, cháu thấy mọi người túm tụm vì bắt được một chú chim sáo đấy bác. Bác thử qua đó xem có phải chú chim sáo của bác không. Vậy à, cảm ơn cháu nha, để bác qua xem. Ôi chết thật, nếu đúng là con chim sáo của ta bay lạc sang đây thì kiểu gì cũng bị lão phú hộ bắt vạ cho mà xem. Ông Phú có nhà không ạ? Đúng là chim sáo nhỏ của mình bay lạc sang đây thật. Dạ, chào ông Phú, chẳng hay ông vẫn khỏe chứ ạ? Cảm ơn bác, tôi vẫn khỏe. Chỉ là mới sáng ra đã hơi đau đầu vì ồn ào quá. Chẳng biết đâu ra mới sáng mà có con chim nhà ai bay lạc qua đây hót ầm ĩ. Đã thế lại còn ăn mất 3 hạt ngô giống nhà tôi đấy bác ạ. Một hạt thóc cũng không để sót thì con chim ăn mất hẳn 3 hạt ngô không phải là chuyện nhỏ rồi. Đúng vậy, phần này thì ông Phú tha hồ bắt vạ. Chả giấu gì ông Phú. Con chim bay lạc sang đây đích thị là chú chim nhà tôi bị sổng lòng. Nhưng vốn dĩ chim chóc chỉ là động vật không biết suy nghĩ, nên mới lỡ bay qua đây làm càn. Chỉ mong ông Phú đây chỉ hòa vi quý để tôi được đền bù lại, nhất định không để ông Phú thiệt thòi. Hay chết, cùng là hàng xóm láng giềng, ai lại để chuyện con chim nhỏ thế kia ảnh hưởng được chứ? Chả là hôm nay mới sáng đã ồn ào, tôi đang đau đầu quá. Bác cứ xách chim về đi, còn món nợ 3 hạt ngô từ từ tính. Ông ấy cho mình xin lại con sáo dễ thế ư? Hả, ta có nghe lầm không? Hôm nay bác cứ xách chim sáo của mình về đi nha. Tôi phải đi nghỉ ngơi chút đã. Thời gian thấm thoát trôi đi, tưởng rằng lão phú hộ thật sự không bắt vạ bác nông dân, nên câu chuyện chú chim sáo bay lạc hôm đó cũng dần chìm xuống. Nào ngờ, 3 năm sau gặp một đêm mưa bão lớn mà thành ra tan tác hết. Duy chỉ có nhà bác nông dân vì thu hoạch sớm nên không hề bị tổn hại gì. Trời ơi, vụ mùa của ta, thóc gạo của ta. Chả nhẽ giờ ta phải chịu cảnh lương thực trong kho bị vơi đi ư? Trời ơi. Đúng rồi, các người nghe đây. Ông Phú nhà tôi có chuyện tìm bác mau đến xem.
Tìm tôi ư? Có chuyện gì nhỉ? Tôi nghĩ ra rồi. Chắc hẳn ông Phú gọi bác đến để bắt vạ rồi. Hả? Bắt vạ? Đúng rồi. Chẳng phải 3 năm về trước, con chim sáo nhà bác bay lạc sang ăn mất 3 hạt ngô của ông Phú đấy sao? Hẳn là hôm nay ông Phú cho gọi ông vì món nợ đó rồi. Tôi cứ tưởng chuyện lần đó ông Phú cho qua rồi. Cho qua là cho qua thế nào? Chúng tôi lỡ làm rớt một hạt thóc, còn bị ông ấy đòi cắt công. Đằng này con chim sáo của bác ăn của ông ấy hẳn 3 hạt ngô. Hôm đó ông ấy nói vì đau đầu nên chưa tính. Còn hôm nay tôi đoán rằng khi thấy ruộng lúa của mình bị hỏng hết cả, ông ấy mới xót ruột đi đòi bù vào đấy mà. Thì ra là vậy. Chỉ có 3 hạt ngô mà cũng không tha. Đằng nào vụ mùa nhà tôi năm nay cũng không thất thoát gì. Đã vậy tôi mang trả cho ông ấy gấp đôi, hẳn 6 hạt ngô cho xong chuyện. Ấy chết, 6 hạt ngô ư? Bác thật hàm hồ, làm gì có chuyện như thế chứ. Vậy ý ông là sao? Năm đó con chim của bác ăn của ta 3 hạt ngô. 3 hạt ngô ấy nếu ta gieo xuống đất, sau 3 tháng được 3 cây bắp. Mỗi cây lại sinh ra được một bắp nữa, mà một bắp thì được 1.500 hạt. Gieo thêm 3 tháng với số hạt này, được 1.500 cây bắp nữa. Tính sơ sơ như vậy thì trong vòng 3 năm mà bác định mang trả ta 6 hạt bắp thôi ư? Ôi trời ơi, ông Phú, sao ông lại tính toán như vậy được? Vậy ta phải tính như thế nào? Con chim của ông ăn của ta 3 hạt bắp, có người làm chứng. Và ông định nói có thành không à? Tôi không có nói có thành không, chỉ là cách tính của ông như vậy thì thật không phải. Không phải ư? Ta nói cho ông biết, đúng là ta tính như vậy không phải. Vì thực ra ta tính đợi đủ 5 năm ta sẽ đòi nợ ông. Khi đó nhân lên ông chẳng thể trả đủ bằng số hạt bắp được, mà ta sẽ thu nợ cả nhà và đất của ông luôn đấy. Cải lý chẳng lại, bác nông dân chỉ biết nhìn lão Phú hộ thu hết kho thóc nhà bác. Mặc dù đang trọng bệnh, bác nông dân vẫn cố đi làm trả nợ. Vừa làm, bác vừa hướng về phía nhà lão Phú hộ chèn ép mình lẩm bẩm. Đâu đủ đâu mà trả, đủ đâu mà trả. Vừa dứt lời, bác gục ngay tại chỗ. Ít ngày sau, chỗ bác nông dân chết, nhanh chóng mọc lên một loài cây lạ. Người trong làng gọi cây ấy là cây đâu đủ. Nhưng sau này, người ta đọc khác đi và được gọi là cây đu đủ. Gia tài nhỏ bé. Chúc mừng sinh nhật 9 tuổi, con gái yêu. Ôi, món quà ao ước của con. Con cảm ơn ba mẹ ạ. Con thích lắm, thích lắm. Mẹ ơi, con sẽ giữ gìn bộ sưu tập gấu bông này. Đến khi nào lớn lên, con cho con gái của con, rồi cho cháu gái của con nữa, mẹ nha. Ừ, con nhớ giữ gìn cẩn thận nhé. Ôi, chú mèo xinh quá, mày từ đâu đến thế? Sao mày lại ở đây? Emily, mèo ở đâu thế con? Nó đi lạc vào nhà mình hay sao ấy mẹ à? Mẹ ơi, hình như nó đang rất đói. Hay mình cho nó ăn chút bánh đi mẹ. Hay là con cho nó uống sữa tươi của con nha. Con thả nó xuống đi. Nhưng... Nó là một con mèo hoang. Nhìn chẳng sạch sẽ gì, lại còn có vẻ yếu ớt nữa. Lỡ nó có bệnh gì lây cho con thì sao? Con thả nó xuống đi, rồi mình cho nó ăn sao? Anh à, em liên lạc với trạm cứu hộ động vật rồi. Họ nói ngày mai mình có thể mang con mèo đến ngay. Nhưng con muốn nuôi em ấy. Ngoan nào, ba sẽ mua cho con thật nhiều gấu tết đi. Còn con mèo này thì mẹ con nói đúng đấy, phải đưa đến trung tâm cứu trợ động vật. Ở đó có điều kiện kiểm tra sẽ tốt hơn. Con nghe lời ba mẹ đi. Nào, cháu đưa em máy cho chú nhé. Anh James, trạm này hoạt động hoàn toàn dựa vào hỗ trợ của địa phương hả anh? Anh thấy đấy,
Số lượng chó mèo bị bỏ rơi càng ngày càng nhiều. Trạm này dần dần trở nên quá bé nhỏ rồi. Không biết còn đủ chỗ cho chúng không nữa. Tiền thức ăn, tiền chữa bệnh cho chúng, nếu chỉ dựa vào hỗ trợ thì không thể đủ được. Cũng phải nhờ vào sự quyên góp nữa. Số phận chó mèo ở đây đều hoàn toàn dựa vào lòng nhân ái của con người. Emily, muộn rồi đấy, dậy ăn sáng đi con à. Emily, Emily, trời ơi, con gái của chúng ta đâu rồi? Em đừng có cuống lên như thế, con bé không sao đâu, để anh suy nghĩ xem thế nào. À, chúng ta thử đến đó xem sao. Anh đoán con bé đang ở đó. Chuyện gì thế cháu bé? Cháu muốn đưa chú túi này ạ. À. Nào, buổi sáng đẹp trời thế này, chú không muốn là nạn nhân của trò đùa cợt không vui vẻ này đâu. Ở đây chỉ nhận động vật sống, không nhận gấu bông nhé. Cháu mang về đi. Không ạ, không phải đâu. Cháu muốn tặng số gấu bông này để chú bán đi lấy tiền nuôi những em chó và em mèo ở đây ạ. Thật sao? Dạ, đây là cả gia tài quý giá nhất của cháu ạ. Cháu không có tiền, chỉ có gấu bông thôi. Trong đây có cả em Teddy vẫn sưởi ấm cho cháu hằng ngày đó ạ. Nhưng mà cháu nghĩ những chú chó mèo ở đây sẽ cần nó hơn cháu. Emily, cháu thật là một cô bé tốt bụng. Nếu mà ai cũng như cháu thì chú gấu Teddy này không chỉ sưởi ấm cho cháu đâu, mà có thể sưởi ấm cho cả thế giới đấy. Kế hoạch kinh doanh thất bại. Ôi, nước hết mất rồi. Anh Thỏ ơi, anh cho tôi xin ít nước được không? Chỉ còn tưới mỗi luống này nữa là xong rồi. Giờ phải ra tận bìa rừng gánh nước thì thật chẳng bỏ tẹo nào anh ạ. Mình còn nhiều nước đây, nhưng công sức gánh nặng đường xa mà cho chị ấy thì tiếc quá. Thôi tiếc lắm. Nước của tôi cũng sắp hết rồi chị à. Vậy tôi phải ra bìa rừng gánh thêm vậy. Chào mọi người. Chào chị Thỏ Trắng. Chúng tôi vừa từ khu rừng bên kia về. Mấy ngày liền bên đó mưa to gió lớn. Tất cả các vườn cà rốt đều bị ngập nước rồi chị ơi. Trời, cà rốt mà ngập nước là hỏng hết rồi. Nhà anh Thỏ Nâu thì còn ít cà rốt, nhưng chắc chỉ ăn được vài ngày thôi chị. Cà rốt hỏng hết thì họ biết sống thế nào cơ. À, cơ hội làm giàu đến rồi. Mình phải nhân cơ hội này bán cà rốt với giá thật cao mới được. Thế nào mà họ chả phải mua cơ chứ. Hả, chắc chị ta cũng tính mang cà rốt đi bán đây mà. Mình phải nhanh tay hơn mới được. Cà rốt tươi ngon đây. Mọi người mua nhanh tay kẻo hết nha. Cà rốt kìa, bà con ơi. Phải đến mua nhanh mới được. Cà rốt này bán thế nào hả anh? 20 đồng một củ nha. Sao giá cao thế? Gấp đôi cả bình thường ấy chứ. Nếu không mua thì tôi mang về vậy. Nhà chẳng còn củ cà rốt nào. Không mua thì biết lấy gì mà ăn bây giờ. Đành phải mua thôi bà con ơi. Anh bán tôi một túi đi. Bán cho tôi 3 túi. Cho tôi 2 túi nha. Được rồi, được rồi. Mọi người đừng chen lấn. Rồi ai cũng sẽ có thôi. Cháu ơi, già còn có chút tiền. Cháu bán rẻ cho già 1 túi có được không? Cháu không bán rẻ được đâu. Vậy thôi. Mọi người ơi, ở bên kia có cô Thỏ Trắng đang bán cà rốt với giá rất rẻ. Gì cơ? Thế thì tốt quá, ta lại mua thôi bà. Thỏ Trắng đáng ghét, chắc lại bán phá giá để cạnh tranh với mình đây mà. Giá mà không có chị ta sang bên khu này bán thì mình có phải kiếm được nhiều hơn nữa không? À, có cách rồi. Trời, sao lại có viên đá đứng chắn ở đây thế này? À, nặng quá. Lúc trước tôi thấy anh Thỏ cố tình đặt tảng đá giữa đường đấy chị. Vậy sao? Trời nóng quá, xuống sông rửa mặt cho mát thôi. Ôi, tiền của tôi. Ôi, có ai không? Cứu tôi với. Trời ơi,
hình như có người gặp nạn. Lãnh thỏ, cứu tôi với. Bám vào đây đi. Cảm ơn mọi người. Anh có sao không? Hãy để chúng tôi đưa anh về nha. Tiền, túi tiền của tôi rơi xuống sông mất rồi. Thôi, xem như của đi thay người, giữ được mạng sống là tốt rồi. Nếu chị cũng mất hết số tiền bán cà rốt mấy ngày qua, chị có bình tĩnh được không? Chị Thỏ Trắng mang cà rốt đi chia sẻ cho mọi người mà, chị ấy có bán đâu. Chị Thỏ Trắng, vậy là chị không phải mang đi bán sao? Chị ấy bán rẻ như cho ấy. Tôi thấy chỗ chúng ta trồng trọt tương đối dễ dàng, có của dư nên thấy mọi người lâm vào hoạn nạn, tôi giúp đỡ ít nhiều thôi. Ừ, chúng ta về thôi, chắc chắn mọi người cũng sẽ góp cho cậu ít cà rốt, vì giờ cậu có còn gì để ăn đâu, phải không mọi người? Nhất trí, nhất trí. Cảm ơn mọi người tốt với tôi quá. Sáng chế mới nhất. Như vậy chắc là đủ rồi. John ơi, John. Tôi đây ạ. À, ông chủ có việc gì sai bảo? Cậu đi đặt thêm số lượng này cho tôi. Tuần sau sẽ có lễ hội diễn ra. Ta đã đăng ký một gian hàng ở hội chợ. Đây là một cơ hội làm ăn rất tốt cho chúng ta. Liệu chúng ta có đang liều quá không ạ? À? Tôi chỉ e... Phải liều thì mới thắng được. Anh cứ làm theo những gì tôi dặn đi. Dạ. Nhớ lau bàn và xếp ghế cho ngăn nắp vào nhé. Mà số thịt ta dặn đã mang về hết chưa? Dạ, tôi đã làm đúng theo lời dặn của ông chủ ạ. À. Ừ, tốt lắm. Mời, mời mọi người vào thưởng thức món bít tết cùng bánh mì thơm ngon nóng hổi của quán chúng tôi ạ. À, mùi bít tết thơm ngon quá. Chúng ta vào ăn nha. Nhưng nếu vào đây ăn thì sẽ rất mất thời gian. Mà lễ hội có nhiều trò chơi hay lắm. Chúng ta mua bánh mì thôi. Ông chủ bán cho tôi 3 chiếc bánh mì nhé. Dạ. Sao số lượng khách vào quán ít như vậy cơ chứ? Ông chủ, tôi nghĩ quán chúng ta quá xa lễ hội. Mà mọi người đều muốn đi tham quan nên có lẽ chúng ta phải thay đổi phương thức thôi. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Tôi có ý này. Hay là chúng ta sử dụng những chiếc đĩa giấy để đựng bít tết thay cho đĩa sứ. Như vậy mọi người có thể mang đi xa. Đó không phải là một ý kiến hay. Vì mỡ dính ở bít tết có thể thấm ra giấy, sẽ làm giấy bị ướt. Nhưng thôi, cứ làm theo ý cậu đi. Vì tạm thời cũng chưa nghĩ được cách nào tốt hơn. Hôm nay lượng khách vào vẫn ít vậy à? Dạ, vẫn thế thôi ạ. À, đã mấy ngày trôi qua rồi, không nhẽ ta bỏ cuộc một cách dễ dàng như thế này sao? Chắc ta sẽ phải bán rẻ lại số thịt bò đã mua để gỡ lại vốn thôi. Ghét quá, cứ có người cắt vụn bánh mì ra vương vãi khắp ra cả nền nhà. Bẩn ơi là bẩn. Anh nói sao? Cắt vụn bánh mì ra ư? Dạ, một số người vẫn có thói quen như thế ạ. À, họ bảo ăn như thế ngon, bánh lại không bị khô. Vậy hả? Tôi cũng muốn thử. Anh hãy cho tôi một chiếc bánh mì cùng đĩa bít tết ra đây nhé. Dạ. Dạ, cũng ngon đấy. À, có cách rồi. Miếng thịt này dày quá, phải thử lại mới được. Dạ, cũng ngon đấy. John ơi, lại đây thử món bánh mì mới của ta nào. Nhìn nó hấp dẫn quá. Ông chủ, tôi thấy chiếc bánh này thiếu thiếu vị gì đó. Nếu ăn nguyên thịt như thế này sẽ bị ngấy ạ. À, đúng rồi. Thật tuyệt. Chiếc bánh kẹp thịt này hòa quyện giữa vị béo ngậy thơm ngon của thịt cùng với sự tươi mát của rau lại không bị khô. Quả là một món ăn tuyệt vời. Chúng ta vẫn sẽ bán được cả thịt bò lẫn bánh, mà khách lại có thể mang đi khắp nơi. Trông rất ngon đấy ông chủ. Cảm ơn anh, chúc anh ngon miệng. Cho tôi 3 ổ bánh mì kẹp thịt đi. Có ngay. Sáng tạo luôn được nảy sinh từ trong khó khăn.
đã giúp quán ăn của cha Linarin đắt khách nhất mùa lễ hội năm đó. Cha Linarin là người đã đặt dấu ấn quan trọng cho chiếc bánh hamburger. Và về sau, chiếc bánh này đã trở nên thông dụng trên khắp thế giới, trở thành một món ăn được rất nhiều người ưa chuộng, vừa nhanh, ngon lại tiện lợi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.